sâm Ngọc Linh. Phở này ba mẹ còn chưa ăn nè, không biết có ngon không. Đây là nhà sách Nguyễn Huệ. Trước năm 75 nơi đây đó là từng là một cái ngân hàng kỹ nghệ hay kỹ thương gì đó. Mà sau năm 75 thì nó là nhà sách Nguyễn Huệ. Ôi cha, cái gì vậy? Cái gì mà tập trung đông vậy? Cái gì vậy? Đụng xe à? Ôi ôi. Xe gì mà đụng nát ghê vậy? Ba mày còn thấy toàn là khách nước ngoài không à. Vậy ai mà đụng chiếc xe đó là tới công chuyện rồi đó. Chiếc đó chắc cũng mắc tiền đó nha. Xin thưa bà con bác á, đi mà xe máy mà va quẹt nhau thì không sao nha bà con, nhưng mà đụng xe hơi phiền lắm. Đụng xe hơi mà đặc biệt mà những cái chiếc mà như là của mấy cái Tây và đại gia đó, siêu xe nhà giàu á đó, đó là xin thưa bà con bác là tới công chuyện á. Đụng vô cái đó là thôi chắc còng lưng mà đi trả chết luôn á. Gặp mấy Tây đại gia mà người ta có mua bảo hiểm á thì mình còn năn nỉ họ được nha bà con, thì bất quá có gì để nhờ bảo hiểm xử lý đó. Gặp mà những người họ không có mua bảo hiểm á, là xin thưa bà con bác là tới công chuyện thiệt á. Biết chừng nào mới trả xong mà cái va chạm đó nó bị vệt chút xíu thôi, chứ tính tiền chục triệu qua trăm triệu á. Thì gặp mấy đại gia thì xin thưa bà con bác cái số tiền đó thì không sao, chứ mà gặp mà dân nhà nghèo mà đụng vô cái rồi thôi, rồi tới công chuyện luôn. Ồ, cái cày nhiều khi cày giả đời trả không hết á, sợ lắm. Cho nên là nên né bà con bắt đi, mà bà con có thấy mấy xe mà siêu xe là mấy cái gì đó thôi né rồi cho chắc ăn chắc cú. Mình đang đi trên con đường này, đường Lê Lợi. Xưa là cái nhà thuốc mà bà con, trước năm 75 đây là tiệm thuốc tây. Bên kia cái chỗ FPT shop á, cũng là tiệm thuốc tây. Đây là nhà hàng Kim Sơn nè, ở trên là vũ trường Bồng Lai. Con đường này là đường Lưu Văn Lan nè. Trước năm 75 con đường này nó mang tên là đường Tạ Thu Thâu, chuyên bán vải nha, của người Chà á bà con, người Ấn Độ đó bán vải đây nhiều lắm. Bây giờ bà con bác xin xem đi, họ bán giày dép là phần lớn. Bà mày còn thấy bán giày dép không à? Chắc có lẽ bán giày dép dễ bán hơn. Đa phần bà mày còn thấy 70% là họ đây họ bán giày dép. Rồi đây là cửa Đông chợ Bến Thành.
đường này đường Phan Bội Châu. Chết mẹ, chuyện gì nữa đây? Trời ơi, Sài Gòn hôm nay là tới công chuyện rồi bà con. Hôm nay gặp cô bé đó, như là người ta kêu là phải mở khẩu trang ra, rồi cởi khẩu trang ra, là cởi nón ra, chắc có lẽ là nóng đó bà con. Chắc cô gái đó là chắc không phải là người Việt Nam quá, khí hậu này nóng quá chịu không nổi. Nó ngợp á bà con, nhiều khi nóng quá mà bích bùng kiểu đó. Cho nên bà con bắt thấy dân Tây về đây không? Họ đi họ mở khẩu trang, họ đi mình trần trụi gì đó. Rồi tay chân phơi nắng gì đó không sao. Nhưng mà bắt chước dân Việt Nam mà chùm chùm mà kính kính mà bích kính hết chứ có con mắt ra thôi chứ ngợp chịu không nổi đó. Đây. Đường này đường Nguyễn An Ninh. Ở đó là đây nổi tiếng nhất là dầu cù là Nguyễn An Ninh. Bây giờ thì đây được gọi là phố Mã Lai ở Sài Gòn. Ở đây là 41 Thanh Mai nè. Cái tòa nhà này là xưa là trước năm 75 của ông Nguyễn Tấn Đời đó bà con. Mà đó ông Nguyễn Tấn Đời ông xây mấy cái tòa nhà này ông đâu có ở bà con. Đa phần ông cho thuê hoặc là ông làm khách sạn cho thuê hết. Rồi mà người thuê là ai? Đó là quân đội Mỹ. Khi mà quân đội Mỹ tham chiến ở miền Nam Việt Nam là bắt đầu là để giải quyết được cái chỗ ở cho lính Mỹ á. Cho nên là cái bài toán mà để thuê á. Cho nên người dân Việt Nam mình hồi xưa cái thời đó đó bà con. Thời mà thập niên 60 á. Một số nhà có tiền á là bắt đầu họ đi trước xu hướng, họ mua mấy khu đất sau đó họ xây dựng lên mấy cái building, sau đó họ cho quân đội Mỹ thôi. Đây là chùa Bà nè, chùa Bà của theo những người theo Ấn Độ giáo bà con. Đây là hủ tiếu mì Thập Cẩm. Con đường Mai Cầu đang đi là đường Trương Định, hồi đó nó là Trương Công Định. Trương Công Định là xưa đi tới đây là hết rồi nè. Bên tay trái này cũng là một cái building nè, quân đội Mỹ đó thuê ở đây nè. Cái tòa nhà building này là tên của một cái vị hải quân, hải quân của Mỹ bị chết ở vùng 4 đó bà con. Rồi nơi đây hồi xưa là cái cổng của tàu đàn, đâu có vô được cái cổng này. Năm nay là năm mà coi như là kể là từ khi mà Ba Mai Cầu làm YouTube là Ba Mai Cầu không vô cái hội qua xương tàu đàn nha bà con. Chứ mỗi năm á là cái hội qua xương tàu đàn này Ba Mai Cầu vô ít nhất cũng phải 2 lần. Một lần là trước đó là để Ba Mai Cầu đi quay phim cho bà con bác xem. Một lần thứ hai nữa là Ba Mai Cầu vô đây là để một là đi chụp hình, hai là đi xem cái tù mà vào ngay mùa tối mùng năm Tết á, cái tù mà gọi là Quang Trung tiến quân ra Bắc á. Ba Mai Cầu làm YouTube năm nào Ba Mai Cầu cũng đi quay á, nhưng mà năm nay là năm lần đầu tiên mà Ba Mai Cầu không có đi quay trong cái hội qua xuân tàu đàn này. Hội qua xuân tàu đàn này năm nay không biết có đẹp không. Tay phải này là nhà văn hóa lao động, nhưng mà tên của nó gọi là cung văn hóa lao động.
nhưng mà người Việt Nam mình hình như không có đọc thói quen là cái chữ cung đó bà con. Thành thử ra ba mẹ cậu nhớ là trong đầu ba mẹ cậu thường hay gọi đây là nhà văn hóa lao động thôi mà. Rồi bên đây phải này là tổng nhà ngân sách và ngoại viện nè, trước mặt bà con bác á. Rồi khi mà qua bên đây hồi đó là đây là cái cổng ha, con đường Nguyễn Thị Minh Khai này trước năm 75 là đường Hồng Thập Tự. Rồi con đường Trương Định này á, hồi đó nó tên là đường Đoàn Thị Điểm. Rồi giờ mời bà con của bác xem phim ha. Ba Michael uống miếng cà phê. Cầm nhận đèn đỏ đây nó lâu thiệt đó chứ. Rớt tiền tờ 50 kìa. Không ai thấy, thấy rồi rất lụm rồi. Đường này đường Nguyễn Thị Diệu nè, xưa là đường Trương Minh Ký. Cái tòa nhà này hồi xưa là cũng là một cái cơ sở quân sự của lớn của Mỹ ở đây nè bà con. 117 Nguyễn Đình Chiểu là cái gì ta, nó là hồi đó là Phan Đình Phùng. Đây đây là cái cơ sở quân sự quan trọng của Mỹ á. Đây tòa nhà building này cũng quân đội Mỹ đóng nè. Còn bên tay phải này là có cái căn biệt thự nè. Nhà này là nhà của một kiến trúc sư á. Bên tay phải là trường màu đỏ đỏ nè, bây giờ là trường tiểu học thực hành Đại học Sài Gòn. Trường tiểu học đó ta. Cái này là trực thuộc Đại học Sài Gòn. Còn bên tay trái này là trường Gia Long năm xưa rồi bà con. Bây giờ là Nguyễn Thị Minh Khai.
đây là trường Gia Long nè. Khởi đầu của nó hồi xưa đi học là mặc áo tím nha bà con. Từ khi mà thành lập thời Pháp á, mang tên Gia Long á, là lúc đó là gọi là nữ sinh áo tím. Rồi sau này thì đến thời Việt Nam Cộng Hòa là mặc áo trắng. Mà thời nào cũng vậy á, trường nữ sinh Gia Long này là coi như là nổi tiếng. Bây giờ cũng nổi tiếng nha bà con. Bây giờ ai mà học trường Nguyễn Thị Minh Khai là thuộc thế hệ giỏi á. Sài Gòn có một cái những cái trường giống như là trường Lê Hồng Phong là nổi rồi, nổi tiếng rồi, xưa giờ là đó là Bê Chút Ký nè. Rồi tiếp theo nữa cái dưới cái Lê Hồng Phong á thì nó có một cái giờ dọc trường như là nó ngang hàng nhau á bà con. Đó như là trường Bùi Thị Xuân nè, trường Lê Quý Đôn nè, trường Thị Nguyễn Thị Minh Khai nè đó. Đó những cái trường đó trường ngang, thế hệ ngang. Rồi dưới nữa thì có trường Hùng Vương nè. Hùng Vương rồi trường Trưng Vương nè đó. Trưng Vương hồi xưa Marie Curie nè đó, mấy trường đó là trường dưới hơn nữa. Bây giờ thì mình không biết. Bây giờ không biết nó có phân cấp không thì ba mình cũng biết, nhưng mà cái thời đó là nó phân cấp. Đây là quán cà phê Ân Nam nè. Bây giờ đổi tên lại là Thiên Khôi. Nó cũng giống như cà phê 343 vậy đó. Có đồ ăn sáng, rồi bán ăn sáng, rồi cà phê. Nhiều người vô đây ăn sáng cà phê luôn. Riêng Việt Nam mình thì thường hay có thói quen như là uống cà phê rồi bàn công việc làm ăn. Rồi cơm mua ăn sáng thì có 89.000 một tô phở, một cái ly cà phê. Đường Võ Thị Sáu nè, hồi xưa là đường Hiền Vương. Bên tay trái nè, xưa là kho hàng của Mỹ á. Trước đó nữa thì nó là một cái sân vận động Mayer. Thì bà con có bác biết mà đường Võ Thị Sáu này thời Pháp nó tên là đường Mayer. Sở xây dựng nè. Bên tay phải 3 Mego đây là có một cái căn biệt thự ở đây nè. Trước năm 75 3 Mego có một bác á. Hồi xưa nhà bác ở trong con đường này nè. Đó cái căn biệt thự đây là của bác. Mà 3 Mego gọi bác thôi chứ bác đâu không có cho 3 Mego gọi bác mà gọi bằng anh. Rồi đường này đường Lý Chính Thắng nè, hồi xưa là đường Yên Đỗ. Hình như là đường Đoàn Thị Điểm hồi xưa tới đây là hết rồi nè bà con. Bên đi hẳn vô kia là tới con đường kênh đó là hồi xưa là chỉ là những cái con hẻm nhỏ nhỏ dọc ngang thôi. Chứ còn đường Đoàn Thị Điểm hồi xưa tới đây là hết rồi. Mình quẹo qua đây là con đường Kỳ Đồng. Chè Kỳ Đồng. Ở đây có nhà thờ Kỳ Đồng nè, đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tu viện Sài Gòn, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, đền cũng được mà giáo xứ cũng được, tu viện Sài Gòn, mà ba mẹ cậu thường hay gọi đây là nhà thờ Kỳ Đồng, không hiểu sao nhưng mà hầu như ai cũng gọi đây là nhà thờ Kỳ Đồng đó bà con, nhưng mà tên là giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nha bà con, tu viện Sài Gòn. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Rõ ràng á, ba mấy cậu nhớ là đây là ba mấy cậu gọi là nhà thờ Kỳ Đồng luôn.
Rồi bên tay phải bà Michael đây nè, có một cái hồ bơi kỳ đồng. Hồ bơi kỳ đồng đây. Trường mầm non Ánh Dương. Mình quẹo qua đây, con đường này đường Lý Chính Thắng, hồi xưa là đường Yên Đỗ. Ra trước mặt bà con bác đó là ngã 6 ha. Đúng không ta? Đúng rồi, ngã 6. Ngã 6 công trường dân chủ, ở bên đây là trường Lê Lợi nè. Hồi xưa là đường trường La Sang Hiền Vương. Rồi thôi, chắc ba Michael xin chào tạm biệt tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.